Xin chào các bác và các anh em. Em thì mất 2 hôm có công việc của gia đình, cho nên rằng là có rất nhiều các bác anh em là đặt hàng vang số cũng như là gửi vang số đến căn chỉnh thì cũng phải lùi lại 1 2 hôm. Thì từ tối hôm qua đến giờ thì em làm miệt mài để mà làm những chiếc vang số theo các cái đơn đặt hàng của các bác và anh em. Thì có một bác ở Hưng Yên đặt em một chiếc bát keo DK5000. Đây là chiếc vang số của bác ở Hưng Yên. Thì mỗi một chiếc con số thì em đều có đánh tên theo kiểu chữ cái như này để mà trong quá trình cài đặt để mà xác định cho dễ. Và một chú em ở Thái Bình, ở một chiếc vang X5. Thì đối với dòng vang Batty và X5 và cũng như là Shiso T3 thì các bác và anh em cũng thấy em chia sẻ rất nhiều về cái phương pháp căn chỉnh, cũng như là các bạn anh em đặt hàng vang số Shiso T3 cũng như là Batty hay là X5, X6, X7, X10. Thì sau khi nhận những chiếc vang số mà em căn chỉnh cho các bạn anh em hoặc là mua những chiếc vang số của em bán ra thì chắc chắn rằng các bác cũng là tương đối hài lòng. Bảo là tuyệt đối 100% thì nó khó, nhưng với khả năng của em thì em mỗi một ngày em lại khám phá và nghiên cứu thêm những cái chức năng ở trên vang số và cố gắng đem lại cái chất âm để cho các bác và anh em nó càng ngày là càng được tốt hơn. Thì hôm nay thì sẽ có 3 chiếc Shiso T3 để gửi cho các bác và anh em. Một chiếc là của bác ở Nam Định, đây là chiếc của bác Nam Định này. Bác đặt một chiếc vang số Shiso T3 và một chú em ở một 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 bác ở cũng ở Bắc Ninh, hai chiếc về Bắc Ninh, một chiếc là của một bác ở Bắc Ninh. Thì chiếc vang số của bác ở Bắc Ninh này thì bác đã dùng một đôi DMX, DMX nói chung là hàng mới thôi, cũng không phải hàng xịn. Và chiếc một chiếc nữa cũng về Bắc Ninh, dùng cho cái loa sân xui giống như là cái loa của em kìa. Dùng một đôi loa sân xui giống như là đôi em đang dùng kia. Còn cái bác ở Nam Định này thì bác đã dùng cho một đôi loa Mỹ sạc pin Vega. Thì em cũng đã cài đặt hoàn chỉnh những chiếc vang số này để mà chuẩn bị gửi cho các bác và anh em. Thì trước khi gửi cho các bác anh em thì em cũng muốn quay qua về những chiếc vang số có địa chỉ theo từng tỉnh, theo từng cái bộ dàn khác nhau của các bác anh em mà đã trong quá trình trao đổi với em thì cũng đã gửi cho em những cái thiết bị hoặc là trao đổi với em về những cái thiết bị mà các bác anh em đang dùng. Thì nói đến dòng Shiso T3 thì thôi em cũng không phải là nói nhiều nữa, mà cái quan trọng nhất là các bác đã dùng rồi thì các bác cũng có cái sự đánh giá. Chỉ có một điều thì hôm nay em chia sẻ với các bác anh em về cái chiếc vang số Theta K6 này. Chiếc vang số Theta K6 này là của một bác ở Thái Bình, bác cũng lớn tuổi rồi, năm nay bác 65 tuổi. Và em cũng muốn chia sẻ luôn với lại các bác anh em mà đang sử dụng cái dòng vang số này một điều như thế này. Thì dòng vang số này thì nó có một nút master, tức là cái nút này khi chúng ta tăng thì nó sẽ tăng cả phần nhạc và cái phần mic và phần effect. Và cái đặc điểm của chiếc vang số này là nó có một cái đặc điểm như này: khi chúng ta sử dụng, chúng ta điều chỉnh cái nút master hay là các cái thông số ở trên cái phần music, phần mic, phần effect này, thì đến lúc chúng ta tắt đi thì nó sẽ lưu lại cái chương trình mà chúng ta trước khi tắt tắt, tức là chúng ta để giá trị nào trước khi tắt thì đến lúc mà chúng ta mở lại thì nó sẽ là giữ nguyên cái giá trị mà trước khi chúng ta tắt. Đấy là một cái điều mà em chia sẻ các bác nghe như thế. Cho nên đôi khi các bác nghe em là lầm tưởng, cũng lầm tưởng là như vậy, là tại sao hôm trước mình hát thì thấy là nó bé, hôm nay hát thấy to và hôm sau lại hát lại thấy bé đi. Thì đấy nó cũng là một cái vấn đề mà như vậy. Cái dòng vang số này là khi mà chúng ta trước khi tắt máy thì như vậy là nó sẽ lưu lại cái chương trình mà chúng ta đang sử dụng. Thì đấy là một cái em muốn chia sẻ với các bác và anh em. Thì bác này bác lớn tuổi cho nên em chia sẻ kỹ hơn về cái chiếc vang số này. Thì cái nút master thì là cái nút mà nó sẽ tăng giảm cả phần nhạc, phần mix, phần effect. Cho nên em để giá trị khởi động ở cái nút master này là giá trị là âm 15. Và cái nút music này, cái nút music là căn chỉnh cái phần music xuất ra trên hai cổng RL thì hiện giờ em đang để là âm 4, đang để là âm 4. Và một điều nữa là nó rất là khó khăn ở khi mà căn chỉnh vang số nó như thế này. Tức là cái nút mic này là cái nút mà tăng giảm về cái volume của cái phần mic. Thế thì nếu như mà chúng ta đặt một cái giá trị mà không phù hợp thì cái chất mic nó không được đẹp. Thì hiện giờ là em đang đặt cái giá trị là âm không âm 4,5. Ở giá trị âm 4,5 thì như vậy là chất mic nó đẹp hơn. Thế tí nữa em sẽ thử phần mic và em ví dụ luôn về cái vấn đề volume mic này. Cho nên là căn chỉnh vang số là nó có một cái nó rất là khó khăn là khi mà
nhiều cái chúng ta chưa thể hiểu hết được, mà chẳng qua là trong quá trình căn chỉnh rất nhiều, và trong quá trình làm thì cũng rút kinh nghiệm và khám phá, rút kinh nghiệm và thay đổi rất nhiều để tìm được những cái giá trị tương đối tốt. Thì cái nút mic này nó là cái nút đôi khi chúng ta cứ nghĩ là tăng tăng lên để cho mic nó to lên thì cũng chưa hẳn là như thế, mà chúng ta đặt một cái giá trị mà nó phù hợp thì đến lúc mà chúng ta cần to thì sẽ có hai phương án. Một là chúng ta sẽ tăng ở cái phần nút master này để tăng cái phần mic tổng, và đồng thời có thể là tăng ở trên cục đẩy chẳng hạn, tăng ở trên cục đẩy, hoặc có thể là tăng thông qua cái nút chìm và chỉnh cái tín hiệu đầu vào này, hoặc có thể là tăng ở trên đầu thu. Thì nó có nhiều phương án, thì vấn đề vận hành một thiết bị karaoke là rất phức tạp, nó nhiều mục nhiều chỗ. Thế còn cái effect tổng, cái effect tổng này là em đang để là cũng là cái giá trị mà nó theo từng cấu hình, mỗi một cấu hình thì như vậy là nó có một cái effect tổng này là khác nhau, thì em chia sẻ luôn như thế. Còn đây là cổng canter mic ở sâu dao và music ở cổng sâu dao, đây là mic ở sâu dao và music sâu dao, đây là phần sub. Và một cái vấn đề nữa là trước khi thử cái chất âm cho bác này thì em cũng chia sẻ bác này về cái cách gọi kênh, bởi vì bác này bác cái lớn tuổi rồi, và khi mà bác ấy gửi cho băng số này cho em thì là chỉ có một kênh thôi, cái người bán hàng chỉ cài cho bác một kênh, nhưng bây giờ em đã cài cho bác cái năm kênh. Thì bây giờ muốn gọi chương trình ra thì sẽ ấn vào nút re cạc, thì khi mà ấn nút re cạc thì nó hiện lên là loát user melody. Thì trên cái chiếc con số này nó có cái phần user, tức là phần cài đặt của người dùng, và cái phần mà mặc định của người của nhà, nhà sản xuất. Thì bác sẽ ấn vào nút enter này, ấn nút enter thì cấu hình đầu tiên nó là cái cấu hình nịnh giọng, cấu hình đầu tiên là cấu hình nịnh giọng. Nếu như muốn gọi cấu hình nịnh giọng ra thì bác lại ấn enter một lần nữa, ấn enter một lần nữa thì nó sẽ loát cái đấy, thì nó sẽ loát cái cấu hình nịnh giọng ra. Thế còn bác muốn gọi các cấu hình khác thì cũng ấn vào nút re cạc này và ấn vào nút enter này, sau đó là như vậy là sẽ xoay xoay cái nút 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 butter này thì nó chuyển sang là cấu hình sáng tiếng này, cấu hình sáng tiếng, cấu hình tối tiếng, cấu hình gì vợt, cấu hình thứ tư là gì vợt, và cấu hình thứ năm thì là cấu hình hòa tấu. Thì cái về phần nhạc thì em cũng làm, nó cũng có nhiều cái chương trình, nó sẽ là tùy nó sẽ phù hợp với tính chất của phần mix và effect theo từng cấu hình. Giả dụ như chế độ hòa tấu thì cái chất nhạc nó khác, chất mix nó cũng khác với chế độ sáng tiếng và tối tiếng. Tức là mỗi một cái cấu hình này thì cái phần nhạc và cái phần mix và effect nó có sự tương đồng về cái tính chất. Giả dụ như là cái nịnh giọng, cấu hình nịnh giọng chẳng hạn, thì là nó sẽ hỗ trợ giọng hát, và cái phần nhạc là nó là nhạc sôi động, nhạc ra mix. Thì nếu như mà các bác và anh em muốn muốn nghe một cái chất âm mà nó là nhạc sôi động, nhạc ra mix, nhiều trống, nhiều chép, ít chung, thì các bác có thể là nghe cái chế độ nịnh giọng. Thế còn nghe nhạc trữ tình thì có thể là nghe cấu hình sáng tiếng, tối tiếng, hoặc thích nghe nhạc hòa tấu thì có thể là nghe cái chương trình số 5. Thì đấy là một cái mà em muốn chia sẻ về cái vấn đề mà gọi kênh. Thế thì bây giờ để trở về một cái chương trình, giả dụ như thế này, trong quá trình sử dụng một cấu hình nào đấy, một cấu hình nào đấy chẳng hạn, mà bác vặn giả dụ như này, bây giờ gọi cái cấu hình định giọng này ra chẳng hạn, trong quá trình bác sử dụng cái cấu hình định giọng này mà khi mà mình thay đổi về cái phần vấn vấn đề mà âm lượng thông qua cái nút master về phần mic, phần music, hoặc thay đổi các cái thông số ở trong cái cổng xuất ra này, thì như vậy là bác có thể là muốn trở lại một cái gốc mà em đã cài đặt, thì bác ấn vào nút re cạc. Bởi vì cái này lúc trước khi mà tắt máy và mở, đến lúc mở máy lên nó sẽ lưu cái chương trình mà thông số mà trước đấy mình dùng, cho nên rằng là bác muốn muốn có một cái thông số mà như em đã cài đặt thì bác lại ấn vào cái chương trình em đã làm. Thì khi ấn vào chương trình em làm này thì nó sẽ trở về cái chương trình mà em đã làm. Thì tất cả mọi cái cài đặt từ phần mix, phần music cho đến phần master tổng, cho đến tất cả mọi cái giá trị ở đây nó sẽ trở về cái giá trị mà em đã cài đặt. Thì đấy là em muốn chia sẻ với bác là như thế. Thế còn về cái cách gọi kênh thì chắc là bác dùng thì lâu thì bác biết rồi, thì em nói sơ qua thôi. Thì em nói với cái đặc tính của cái chiếc bằng số này nó là như thế, thì nó là hay giữ lại, về đặc tính là nó giữ lại cái chương trình mình sử dụng trước khi mình tắt máy, và lúc bật lên thì nó sẽ là lấy cái chương trình mà trước khi mình tắt máy. Cho nên muốn trở về cái chương trình mà như vậy là em đã làm, thì bác
gọi các chương trình mà em đã làm ra, thì trong đó đây có 5 chương trình. Thì bây giờ em sẽ thử cái phần mic của từng chương trình để cho bác nắm được. Thì bây giờ gọi cái chương trình định giọng ra trước. Thì đây là chương trình định giọng. Thì cái phần mà cái này nó là cái master tổng. Cái master tổng giá trị là em để là âm 15. Thì bây giờ chúng ta vặn lên thì nó lên được cả mic, cả phần effect, cả phần nhạc. Thì bây giờ sẽ thử chất âm mic để cho bác nghe được. 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 1, 1, 2, 2, 6, 6, 9, 9, 9, 1, 1, 2, 2, 6, 6, 9, 9. Thì chiếc con số này á, thì chiếc vang số Theta K6 này là một chiếc vang số nó là chất âm hay, kể cả phần nhạc, phần mic và phần effect. Thế nhưng chỉ có một điều thì căn chỉnh nó là đòi hỏi một cái sự tìm hiểu và nghiên cứu rất là kỹ thì mới có một cái chất âm hay. Em mất rất nhiều thời gian để mà nghiên cứu cái dòng vang số Theta, bởi vì Theta thì nó hay. Thế nhưng mà để mà khai thác được hết chất âm ở trên dòng Theta thì nó đòi hỏi thời gian rất nhiều. Và bây giờ sẽ chuyển sang cái chế độ thứ hai là chế độ sáng tiếng này. Đây là chế độ sáng tiếng. Và khi khởi động này thì cái master này này nó cũng ở giá trị là âm 15. Thì bác sẽ vặn lên ở cái giá trị là tầm tầm nó vừa vừa cả nhạc cả mic. 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 1, 1, 2, 2, 6, 6, 9, 9. Tí nữa em sẽ thử cả phần nhạc để cho các bạn anh em mà thấy được cái chất âm nhạc mà em làm ở trên cái dòng vang số này. Đây chế độ thứ ba này là tối tiếng này. Một bạn cái master lên vẫn để giá trị âm 15, tức là khi khởi động là âm 15. Còn chúng ta sẽ vặn lên ở giá trị mà nó phù hợp. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 1 1 2 2 6 6 9 9. Tiếp đến là cái chương trình thứ tư là chương trình Revert này. Số 4 là Revert. Master vẫn là 15. Thì em để là tất cả mọi chương trình là ở giá trị lúc khởi động là 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 6, 9. Và đây nó là cái chế độ thứ 5, là cái chế độ hòa tấu này. Chế độ hòa tấu tính chất thì nó là chất nhạc, chất nhạc hòa tấu và chất mic và chất effect là của cái chương trình. Nó mang chất là phổ thông. 1, master vẫn là âm 15, vặn lên. Vặn lên. 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 1, 1, 2, 2, 6, 6, 9, 9. Bây giờ em sẽ thử một cái bài nhạc. Giả dụ luôn là chế độ không lời này. Thì vừa rồi thì em cũng đã quay một đoạn clip để mà giới thiệu và chia sẻ với các bác anh em. Thì trong đó có các bác anh em mà đã đặt hàng vang số của em
thì chiếc Batty House này của bác Hưng Yên này, chiếc X5 của chú em Thái Bình này, chiếc Theta K6 của bác ở Thái Bình, chiếc mang số DK5000 của Hà Nội và chiếc T3 của bác ở Nam Định, T3 của Bắc Ninh và T3 của thị trấn Từ Sơn Bắc Ninh. Thì những chiếc băng số này thì trong buổi chiều hôm nay thì em sẽ đóng gói để mà gửi cho các anh em sử dụng. Và vừa rồi thì em cũng chia sẻ cho cái bác lớn tuổi mà gửi cho em chiếc băng số Theta K6 này. Bác ấy nắm được các cái vấn đề mà khi sử dụng chiếc băng số này, kể cả là vấn đề mà tăng giảm về vấn đề âm lượng cũng như là cái vấn đề mà gọi các chương trình mà em đã làm ở trên chiếc băng số này. Và bây giờ thì em xin tạm biệt các bác và anh em.